Giày dạy dột mà mọi người mua đồ hàng rong của mấy những con này nha, từ xoài, bánh tráng trộn, me hay cái gì đó, cứ bước ra ngoài cửa mà gặp thì đừng bao giờ mua. Nói chung là khi mà mọi người mua như vậy, mình chia sẻ cho mọi người luôn để mọi người có kinh nghiệm nha. Nếu mà mọi người mua của những con này thì mọi người sẽ mê cái cách làm việc của mấy cô rất là thân thiện. Và ngày hôm nay ngày 8 tháng 3 mình ủng hộ các cô bằng cách là mua để mà tặng cho nhân viên của mình, bởi vì cô quá là thân thiện dễ thương, mình không thể nào không mua được mười mấy năm rồi nha. Cô biết bao nhiêu năm rồi ta? Mấy năm ấy gì? Hồi kia lính cũ đi hết kìa, bây giờ còn lính mới. Wow. Happy birthday. Happy birthday ngày 8 tháng 3. Ủa sao ai cười hết trơn vậy trời? Cười đi em, cười cái coi. Cái gì kìa, cười cái coi. Cười cái coi. Trời ơi, coi ăn kìa.